tiếp tục đồng hành cùng căn bếp thiện nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh, chế biến những món ăn giàu dinh dưỡng và lắng nghe những câu chuyện nghĩa tình. Hành trình hương vị phát sóng vào lúc 19:40 Chủ nhật, ngày 5 tháng 12 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng người đẹp Mai Phương vào bếp chế biến món cá hồi sốt cam và canh rong biển. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé!